Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni và các quý Phật tử, trên màn ảnh á, quý vị đang nhìn thấy cảnh ngói bị vỡ vụn. Ngói này rất mới, tôi đoán chắc mới làm khoảng chừng một vài năm thôi. Thì đây không phải là lò gạch nha quý vị. Nhìn thấy ngói rớt vung vãi khắp nơi, tan nát. Thì nhiều người cứ nghĩ rằng đây là nơi sản xuất ngói và ngói hư thì bỏ ra bên ngoài, mà thực ra không phải. Đây là một phần của chùa Đạo Quyên, khoảng 1,5 hectare, trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, và đây cũng là trụ sở của trường trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam. Cơn bão số 9 tấn công Quảng Nam và Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 10 năm 2020, từ 10 giờ sáng hoành hành cho đến 2 giờ chiều, để lại nhiều sự tổn thất lớn đối với người dân ở tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Đây là mái tôn bị vung vãi, cây bị quật ngã. Cái cảnh quý vị nhìn thấy rất là hãi hùng. Bây giờ chúng ta sẽ qua một phần của dân phòng trường để nhìn thấy cái cảnh tàn phá của cơn bão số 9 giật cấp 15 khi đi ngang qua các tỉnh miền Trung. Như hôm qua quý vị đã chứng kiến tại Quảng Ngãi thì hơn 37.000 ngôi nhà đó bị chốc mái. Riêng một huyện bị nặng nhất thì đã có đến 16.000 ngôi nhà chốc mái, và hơn 6.000 ngôi nhà đó là bị sập hoàn toàn. Quý vị thấy là các cây sà cừ nhánh ngá bị quật ngã, và chùa phải chuẩn bị sửa sang lại. Thì mái tôn mà quý vị nhìn thấy đó đó là văn phòng của ban hướng dẫn Phật tử tỉnh là Quảng Nam, và đây là vị trí mà tôn đã bị gió lốc thổi, vị trí vẫn còn nằm nguyên vẹn. Và đây là trường trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam. Đó, thì quý vị nhìn thấy một phần ở vị trí chính giữa của trường á, ngay vị trí của thư viện. Thì quý vị thấy có ngói mới không? Mà mới không, đó là mới lập lại. Thì ở vị trí đó dài khoảng chừng hơn 6 mét, với chiều ngang khoảng hơn 1 mét. Ngói bị lấp hoàn toàn, vỡ vụn ở trên nền của trường. Nhưng để phục vụ cho việc đào tạo tăng ni tài, thì Thượng tọa Thích Viên Tánh, trụ trì của chùa Đạo Quyên, đã cho lợp lại để không gây ảnh hưởng, và các tăng ni vẫn có thể tiếp tục học Phật trong mùa mưa bão. Đây là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Thì chùa Đạo Quyên được xem là ngôi chùa có diện tích rộng nhất ở tại tỉnh Quảng Nam, với 1,5 hectare. Khu viên của chùa rất rộng, các sinh hoạt trọng tâm ở tại tỉnh này đã thu hút hàng ngàn người tham dự vào những ngày lễ lớn và các sự kiện cũng như là Phật sự của tỉnh hội. Chùa rất là trang nghiêm. Cổng chùa thì có 4 trụ cột theo kiến trúc của Phật giáo Huế, rất là ấn tượng. Và các câu đối đó thì được làm bằng thư pháp tiếng Việt, rất dễ đọc để quần chúng có thể hiểu rõ được những triết lý ở trong ngôi chùa. Và đây là cây cổ thụ, cây bồ đề, có lẽ cũng đã 50-60 năm đã bị quật ngã trong cái cơn bão. Luôn tiện thì cưa ra thành từng khúc để đảm bảo được cái sự an toàn. Và các nhánh bên đây quý vị nhìn thấy ngã đổ rất là hãi hùng. Thì cây này mới được dựng lại, chứ còn
Ngày 28 thì nó bị quật ngã nằm ở dưới mặt đất và bây giờ mới dựng lại. Các dây điện vẫn còn rất là ngổn ngang, rất là ngổn ngang. Đó. Và đây là xe cuốc, xe cẩu được đưa vào để dựng cây bồ đề lên. Hy vọng là cây sẽ tiếp tục được sống vì sức khỏe của cây bồ đề rất tốt. Rất tiếc là vì nó bị quật ngã, muốn cho cây sống thì phải chặt hết các nhánh. Và do đó thì cây mà chúng ta vừa nhìn thấy là không còn nhánh nữa. Thì luôn tiện tôi xin điểm tin về các cái ảnh hưởng tiêu cực do cơn bão số 9 đi ngang qua và để lại. Thiệt hại về người đó thì toàn tỉnh Quảng Nam có 21 người qua đời. Trong số đó riêng ở huyện Nam Trà My đó 15 người, gồm Trà Văn 8 người, Trà Leng 7 người, huyện Bắc Trà My 1 người chết, huyện Phước Sơn 5 người chết. Hiện nay ở huyện Phước Sơn đó thì việc đi vào để tiếp tế là rất khó khăn. Tất cả các con đường đã bị ách tắc và Nam Trà My cũng như vậy. Mất tích đó, cho đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn 24 người. Và cái rủi ro những vị mất tích đó bị chết chôn vùi dưới lòng đất là rất cao. Trong đó riêng huyện Nam Trà My là 15 người, Trà Mai 1 người, Trà Le 14 người, huyện Phước Sơn là 8 người, Hiệp Đức 1 người. Về bị thương thì hiện tại có 45 người, gồm Trà Văn 12 người, Trà Leng 33 người. Về thiệt hại về nhà ở, thiệt hại hoàn toàn, gồm có 2.372 ngôi nhà. Ở Duy Xuyên 2.000, Núi Thanh 50 nhà, Đại Lộc 104 nhà, Hội An 3 nhà, Điện Bàn 25 nhà, Tam Kỳ 1.550 nhà, Nông Sơn 450 nhà, Phước Sơn 142 nhà, Bắc Trà My 5 nhà, Nam Trà My 14 nhà, Nam Giang 3 nhà, Tây Giang 4 nhà. Bị thiệt hại từ 50 cho đến 70% thì gồm có 784 nhà, gồm Duy Xuyên 6 nhà, Núi Thành 70 nhà, Quế Sơn 14 nhà, Đại Lộc 201 nhà, Hội An 7 nhà, Điện Bàn 68 nhà, Bắc Trà My thì 374 nhà, Nam Giang là 41 nhà, Tây Giang là 3 nhà. Bị thiệt hại nặng từ 30% đến 50% thì gồm có 1.893 nhà, Núi Thành 700 nhà, Đại Lộc 351 nhà, Hội An 200 nhà, Điện Bàn 88 nhà, Đông Giang 154 nhà, Nam Trà My 36 nhà, Nam Giang 273 nhà, Tây Giang 80 nhà. Các nhà bị thiệt hại một phần thì gồm có 14.725 nhà, gồm có Duy Xuyên 356 nhà, Núi Thành 1.600 nhà, Đại Lộc 395 nhà, Hội An 200 nhà, Thăng Bình 7.969 nhà, Tam Kỳ đó thì 2.908 nhà, Nông Sơn thì 1.200 nhà, Phước Sơn thì 33 nhà, Bắc Trà My là 64 nhà. Thì đó là điểm qua một cách tóm tắt về các tổn hại dẫn đến chết người và những tổn thất về nhà cửa. Về kinh tế thì tổn thất hàng ngàn tỷ đồng. Thì đó là những thông tin chúng ta cần nắm để thấy tổn thất. Mời thầy Vi Tấn ạ. Trước khi tôi được trình bày cái Phật sự mà tôi về đây năm 2014 thì cho phép được xin khái quát sơ lược về cái chùa Đạo Nguyên. Chùa Đạo Nguyên được xây dựng vào năm 1963 dưới cái trước đây là cái tỉnh Quảng Tín, đây là cái phủ Tam Kỳ, và trước cái tên là phủ Tam Kỳ là phủ Thăng Hoa. Là cái chùa này tách cái tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín, thì cái nơi đây là tỉnh Quảng Tín. Và được Hòa Thượng Thích Thiện Duyên về đây là trụ trì và đảm nhận là chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Tín. Và sau này là làm trưởng
Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam ngay bây giờ, và Hòa thượng hiện nay là Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và Hòa thượng trải qua nhiều cương vị là Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, và nay là thành viên Hội đồng Chứng minh Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương. Từ thời điểm mới thành lập thì diện tích chùa thế nào, các cái cơ sở vật chất chùa để phụng sự như thế nào, và kể từ lúc mà Hòa thượng phát triển lên thì giai đoạn đó là năm nào là cụ thể nhất, và cho tới hiện nay thì các hoạt động Phật sự chính yếu của chùa là gì ạ? Cho phép con được trình bày. Hòa thượng là người Quy Nhơn, Phù Cát, Bình Định, và được học lớp Hải Đức của Nha Trang. Thọ giới năm 1957 và 58 ngày theo cái sứ mệnh hoằng pháp Phật Học Viện Trung Phần, ra Quảng Nam, Hội An, rồi mới vào Tâm Kỳ. Khi Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Tín được thành lập thì nơi đây là một cánh đồng ruộng sâu, hiện giờ đứng sâu sâu đến 2 mét, mà khi mà ngài phát nguyện xây dựng cái này thì một cái chính ngôi chính điện cũ và một cái bổ tháp hiện giờ còn đó. Thì năm 1963, 17 tháng 11 năm 1963 thì lúc đó Hòa thượng là còn là Đại đức Thích Thiện Viên, là ngài khởi công xây dựng cái chùa Đạo Nguyên, rồi hoàn thành năm 1964. Và dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Đôn Hậu, ngài đặt tên cho cái chùa, cái trụ sở tỉnh hội này là chùa Đạo Nguyên, nằm ngay trước đây là thị xã Tâm Kỳ, nay là thành phố Tâm Kỳ. Rồi đến qua công tác hoàng đạo của ngài, ngài đi khắp nơi của tỉnh Quảng Nam giáo hóa rất nhiều bà con Phật tử, và đến những nơi mà rất là khó khăn. Lúc thời năm 1990 là tôi bắt đầu vào làm điệu và tu học với Hòa thượng, thì Hòa thượng đi đâu thì tôi cũng được đi đó, và được đưa Hòa thượng đi những nơi vùng đất cát trắng, những nơi vùng đồi núi hiểm trở. Hòa thượng phát cái chí nguyện và làm Phật sự đi khắp nơi giáo hóa bà con của tỉnh Quảng Nam. Ngài cũng hiện giờ là thạch trụ Tòng Lâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cũng là chứng minh cái Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, viện chủ chùa Đạo Nguyên. Nói đến công trạng ngài thì rất là không biết lấy cái gì mà kể cho hết cái công trạng của ngài được. Tôi xin khái quát trở lại. Và đến năm ngài làm Trưởng Ban Trị sự 3 nhiệm kỳ, từ năm 1993 đến 4 nhiệm kỳ, từ năm 1997 tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng ra thành tỉnh Quảng Nam, ngài làm Trưởng Ban Trị sự, và ngài hướng dẫn bà con tín đồ và chư tăng trong tỉnh tu học. Đến bây giờ ngài được nghỉ ngơi và làm viện chủ chùa Đạo Nguyên. Đến năm 2014 được sự chấp thuận của tăng chúng, bổn tự và hòa thượng, và cũng như Ban Trị sự tỉnh hội bổ nhiệm tôi là Đại đức Thích Viên Tánh về đảm nhiệm công vị là trụ trì kế vị hòa thượng đã để lại. Và cũng nhằm năm đó là Hòa thượng Thích Thiện Nhân là Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nay là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã về chứng minh gồm 500 tăng và 2.000 tín đồ dự cái lễ khởi công động thổ và bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Viên Tánh trụ trì cái ngôi chùa Đạo Nguyên. Và đảm nhận ngôi chùa, trụ trì ngôi chùa Đạo Nguyên thì khởi công xây dựng cái chánh điện do ông Phạm Nhật Vượng phát tâm khởi cái hỷ cúng 9 tỷ để xây dựng công trình, hoàn thành trong 2 năm, 2016 là hoàn thành đi vào hoạt động và tổ chức nhiều đại giáo đoàn, nhiều tổ chức hội nghị đại hội của Ban Trị sự tỉnh Quảng Nam cũng như các cấp trung ương về đây tham dự. Và khi mà đảm nhiệm công việc trụ trì thì lo trùng tu lại cái ngôi bảo điện và các xây dựng những cái công trình
mà phụ công trình sinh hoạt và xây dựng ngôi nhà tăng cho chư tăng về ăn cư. Đây chư tăng thường xuyên ăn cư về là được hơn 100 vị. Chỉnh trang lại cái trụ cổng. Cái trụ cổng này là do ông Ngô Viết Thụ là người vẽ cái Dinh Độc Lập thiết kế lại bóng cái trụ cổng và cái ngôi thiết kế cái ngôi chùa cũ của Đạo Nguyên, và xây dựng hai cái trụ cổng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Tín và hiện giờ là tỉnh Quảng Nam, là với biểu tượng đặc sắc còn lưu lại dấu ấn, và có thể là bốn cái trụ này cao lớn và sừng sững, và nó được đất đổ lên 2 mét rồi, nhưng mà tượng trụ cổng vẫn còn thấy cao, dạ. Chiều cao này là khoảng cỡ khoảng 15 mét. Dạ, 15 mét. Dạ, trước 17 mét. Dạ. Và tượng Bồ Tát Quan Thế Âm này đó thì làm từ năm nào và chiều cao là bao nhiêu ạ? Năm 2015 là tượng Quan Thế Âm này được khởi công xây dựng, được hoàn thành một năm là 2016 là xong, 2005 là xây dựng và 2006 là hoàn thành. Chiều cao này là 17 mét từ nền lên tới tượng, dạ, 17 mét. Dạ. Tượng Quan Thế Âm này được thay dựng theo cái nét kiến trúc của Nhật Bản, bằng tay thì duỗi thẳng, trước đây là bằng tay duỗi thẳng và có cái bánh xe pháp luân. Sau thời gian vì do động đất của Nam Bắc Trà My cho nên cái tượng nó nứt phía sau, cho nên mới nghĩ cách là chỉnh lại cái diện ngài theo cái ấn cam lồ và có bình hồ lô, có cành dương liễu và chỉnh lại cái mặt lại ngó hảo tướng như bây giờ quý vị thấy đó. Là cái tượng này phun cái chất liệu đá lúc kia hao, là chất liệu đá ngoài trời, cho nên nó giữ được cái độ nứt, cho nên cứ 5 năm là chúng ta đắp ngài lại một lần, mà hiện giờ là đã phun hoàn thành trong 2020. Dạ. 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 Còn cái bảo tháp này xây dựng khởi công 2017 là để sau này hòa thượng là về già thì nhục thân của ngài được đặt đây. Cái tượng này xây dựng với nhiều nét kiến trúc, lúc đầu là xây dựng bằng đá theo cái tháp của hòa thượng Thích Thanh Từ, nhưng mà sau khi nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và quyết định xây dựng bằng xi măng vuông bằng chất liệu đá công nghệ hiện đại bây giờ, nó dễ có mà mình gia cố sau này vì lâu nay dài thì mình có thể mình sửa chữa lại nó hoàn chỉnh được hơn, cho nên cái bảo tháp này rất là dễ coi. Được đẹp. Dạ, rất là dễ coi. Quý hòa thượng vào đây thì dạ, dạ. Cái tháp cao hơn 12 mét. Dạ. Đây là tháp 2 tầng cao 12 mét. Dạ. Kiến trúc ở mặt sau thì theo kiến trúc Huế. Dạ. Và cái chốt thì theo cái kiểu máy điện. Rồi cái công họa tiết xung quanh thì theo cái kiến trúc cung đình của Huế. Dạ. Bây giờ quý vị hãy cùng với Thượng tọa Viên Tánh chủ trì của chùa Đạo Nguyên sẽ thưởng lãm một phòng khu viên của chùa Đạo Nguyên để thấy được độ trang nghiêm hoành tráng của chùa, nơi tổ chức rất nhiều sự kiện Phật giáo của tỉnh, cũng như là tổ chức tu học cho quần chúng tại gia. Mời Thượng tọa tiếp tục giới thiệu. Ở đây thì cái ngôi chùa này có một cái nét khác và độc đáo là hòa tượng lúc đầu là có một cái tượng bổn sư màu trắng, không có tượng, không để tượng Văn Thù Vua Hiền hoặc là Địa Tạng Quan Âm hay là Thế Chí trong. Sau này thì nhu cầu tín ngưỡng của bà con thì Phật tử phát tâm cúng dường hai pho tượng Văn Thù và Vua Hiền được đặt ngay bây giờ. Thì năm 2019 thì Phật tử đã phát tâm làm cái tượng Văn Thù Vũ Hiền bằng gỗ, chất liệu bằng gỗ, và làm một cái thân quan, ba cái thân quan với cũng dễ coi. Thì cho quý vị sắp tới thì quý vị sẽ được vào xem cái tượng này.
là cá tượng có năm 1963. Thầy xin thượng tọa giới thiệu thêm á, là mặt sau của chánh điện mới xây 2014 thì dạ, có một cái cấu trúc dạ, hơi cổ cổ đó là dạ, gì ạ? Cái đây là cái chánh điện cũ, chánh điện cũ và có bảo tháp. Và đây là cái chùa này xây dựng năm 1963 dưới thời tỉnh Quảng Tín. À, là cái đây trước đây là cái chánh điện cũ. Dạ. Và nay là sử dụng do là giảng đường hội nghị và dạ, cho công việc sau này hòa thượng mà có về già thì còn được mấy con đó bên hông dạ, chánh điện cũ đó thì đang có sự gia cố và để các quả cát dạ, có lẽ là để đặt trước ngày 28 tháng 10 hả? Dạ. Cái đây là nghe nói về tin bão vô khẩn cấp cho nên cấp tốc cho mấy chú trong chùa để bao cát phía trên này để chắn không làm cho bão phá vỡ. Tức là nhờ đó mà khu vực này nó được an toàn. Được an toàn. Bởi vì thấy cái cấu trúc mái ngói của nhà tổ đó thì cũng có các bao cát dần lên mái ngói. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm để chống bão một cách an toàn mà không phải tốn nhiều tiền. Bây giờ mời quý vị vào bên trong chánh điện. Bây giờ đây là hòa thượng của sư phụ, là hòa thượng viên chủ chùa Đồng Nguyên. Hòa thượng là sư phụ của đệ tử. Thì con đang làm phóng sự về chùa Đạo Nguyên. Đây là hòa thượng sư phụ là hòa thượng Thích Thiện Duyên, là viên chủ chùa Đạo Nguyên, hay là phó pháp chủ, thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương. Hòa thượng năm nay 94 tuổi, còn khỏe và chống gậy đi được. Hòa thượng hòa thượng là ngày hai thời tối sáng hành trì nghiêm mật về tịnh độ tông, niệm Phật, một lòng niệm Phật cầu Phật quảng sanh. Cho nên sáng tối là hòa thượng còn đọc hai tờ báo An Ninh Thế Giới. Thì chúng ta vô thăm cái chánh điện của chùa. Chánh điện này được xây dựng năm 2014, là xây dựng mới hoàn toàn, và cái chánh điện cũ là chúng ta làm cái dẫn đường. Và cách bố trí là lúc đầu tiên là cái chánh điện này thờ một cái tượng bổn sư màu trắng, nhưng mà về sau thì Phật tử cúng cho hai tượng Văn Thù Phổ Hiền. Rồi năm 2019 thì Phật tử cúng hai cái tượng Văn Thù Phổ Hiền bằng gỗ và cái thân quan phía sau. Cái tượng này được chuyển từ năm 1963 từ cảng Sài Gòn về tới Quảng Nam để đặt ngay chánh điện này. Và cấu trúc này người đương kế nhiệm trụ trì chùa Độ Nguyên đã xây dựng những cái họa tiết hoa văn như cái hai bên cái bao lam thì theo cái kiến trúc của mánh điện. Và cái này là cửu long phóng thủy, và ba bức hoành là đại giác hoàng điều ngự và hạnh nguyện hoàng thí, và tường quan phổ nhận được bố trí hài hòa theo cái nét kiến trúc cung đình cũng như là kiến trúc của chùa tháp. Và phía trong chánh điện này cũng có một cái tượng Quan Âm bằng gỗ mới làm 2017 do anh Phước Kỳ Nam, người Sài Gòn, ra làm cái công ty dày da ngày này. Anh hỷ cúng cái tượng Quan Âm. Sau khi tham quan bên trong chánh điện mới được xây dựng mới vào năm 2014 thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe giới thiệu khái quát về trường Trung cấp Phật học của tỉnh Quảng Nam. Cái trường Trung cấp Phật học Quảng Nam là sau khi mà Quảng Nam Đà Nẵng tách tỉnh ra là Quảng Nam và Đà Nẵng, thì Quảng Nam đã mở trường năm 1997. Đến nhà 2005 thì hòa thượng vận động các mạnh thường quân ở nhà hảo tâm bên Mỹ và xây dựng cái trường, đem cái trường từ trên chùa Từ Quan, chùa Tịnh Độ về lại trụ sở giáo hội chùa Đạo Nguyên để mà dạy cho tăng chúng. Và cái thiết nghĩ của hòa thượng là muốn đào tạo tăng tài, muốn giáo dục thế hệ sau này thì phải có trường lớp.
nên ngài quyết định đem cái trường về đây để hướng dẫn cho tăng ni sinh. Hiện nay là trường Trung Quốc Phật học Quảng Nam đào tạo được bao nhiêu khóa? Được rồi, hơn 6 khóa rồi. Khóa này khóa thứ 7. Khóa thứ 7 này có bao nhiêu tăng ni sinh? Dạ gần 50 tăng ni sinh. Và có lớp cư sĩ Phật tử nữa. Có lớp cư sĩ Phật tử. Sơ cấp của cư sĩ Phật tử nữa. Hiện nay đó thì cái chương trình học của các tăng ni sinh Trung Quốc gồm 3 năm hay là 4 năm? Dạ gồm 3 năm. Lúc trước là lúc năm 1990 thì 4 năm. Sau này về sau này thì còn lại 3 năm. Sau khi tốt nghiệp Trung Quốc Phật học thì phần lớn các tăng ni sinh chọn vào học học viện phải Việt Nam hay là đi nước ngoài hoặc là ở lại tỉnh để hành đạo? Sau khi tốt nghiệp thì có một số tăng ni sinh có điều kiện thì cũng có một số tăng ni sinh đi du học, và cũng có một số tăng ni sinh đi nhận nhiệm vụ học ở đây, học lớp cao đẳng xong rồi cũng nhận nhiệm vụ trụ trì, rồi cũng có một số tăng ni sinh vào học viện và ra học viện Huế, Hà Nội đều đi các nơi để mà học và hành đạo. Và hiện nay là tăng ni sinh về Quảng Nam và trụ trì cũng rất khá nhiều. Ở bên tay phải của thượng tọa thì có một tòa cấu trúc chắc có lẽ là mới. Dạ, cái sau khi tôi từ năm 2010 tôi về thì từ Ấn Độ về để mà lo công tác của chùa phục vụ với ôn và vừa lo đi nghiên cứu sinh, thì năm 2011 đưa hòa thượng đi Ấn Độ và đưa hòa thượng đi Mỹ Quốc và các nơi Úc Quốc, rồi 2011 thì đến 2012 thì hòa thượng nhà ý xây dựng một cái tăng xá cho chư tăng về ăn cư và cũng như chư tăng về đây có điều kiện để mà tu học, vì đây là cái trường, cho nên ngài quyết định xây dựng cái giải nhà tăng này. Hiện nay thì tăng xá đó có sức chứa bao nhiêu vị tu học rồi? Sức chứa hơn 100 vị tu học. Tổng thể trong ngôi chùa này. Rồi năm 2013 thì hòa thượng quyết định xây dựng cái nhà khách. Đây phía trước cái ngôi tăng xá là cái nhà khách. Mà vừa rồi gió bão nó giật hết trong mấy đường ngói, làm hư hỏng cũng khá nhiều vì ngói. Và phía bên này là bên trường cũng bị tốc mái, và cái phòng hướng dẫn của Phật tử cũng bị tốc mái nhiều. Cảm ơn Thượng tọa Thích Viên Tánh, chủ trì chùa Đạo Nguyên, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chúng ta đã được cung cấp các thông tin về thời điểm thành lập và chùa Đạo Nguyên, quá trình phát triển của chùa và hiện nay là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Thì tại đây cũng có trường Trung Quốc Phật học đã đào tạo được 7 khóa nhằm giúp cho tăng ni trẻ trở thành các bậc tài đức lãnh đạo Phật giáo và phụng sự nhân sinh. Chân thành cảm ơn Thượng tọa Viên Tánh và chúc Thượng tọa thành tựu các Phật sự để góp phần phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ này cũng như là những nhiệm kỳ kế tiếp, và mong sao ngôi chùa Đạo Nguyên với đẳng cấp và lịch sử đóng góp sẽ trở thành là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất không chỉ của tỉnh Quảng Nam mà của toàn miền Trung, nhằm góp phần giúp cho quần chúng trở thành Phật tử, giải quyết các vấn nạn khổ đau và trở thành là nơi cung cấp an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Kính chào quý vị, và bây giờ thì đoàn chúng tôi sẽ lên đường đến huyện Nam Trà My để trao tặng quà cho các nạn nhân bị vùi đất trong cơn bão số 9 ngày 28 tháng 10 2020 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị sau 3 tiếng nữa. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.